Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và xin chúc mừng những thành viên ở trong team nha. Anh em mình lần này là nhận rương 6 nha các bạn. Quá là tuyệt vời luôn. Wow, rương 6 lần này chúng ta sẽ có là Orbit 245, ống nghiệm vàng 2 và ống nghiệm này là màu gì ta? Ống nghiệm Legend đi các bạn. Ống nghiệm Legend cũng 2 nha. Rồi, không biết sắp tới là chúng ta sẽ đến với cái sự kiện gì đây. Anh em mình còn lót dép ngồi chờ nha. Và các bạn ơi, hiện tại đang có cái event đó chính là anh em mình sẽ summon được rồng nha. Hai tay thì đang summon một cái con khá là xịn sò. Cái bé này thuộc hệ đó là Kamas nha mọi người. Wow, rất là thú vị ha. Anh em tranh thủ summon rồng để chúng ta có rồng xịn mà chơi nha. Rồi, chỗ đây thì Hán Tây đã trao đổi được với một cái bạn cũng khá là dễ thương ha. Bạn ấy đã đổi cho Hán Tây được 6 mảnh con này. Và bây giờ thì mình cũng có thể summon được thành viên đó rồi đó nha. Chỗ này thì anh em mình sẽ nhiệm vụ ngày hôm nay của anh em mình sẽ là cái gì đây? Wow, hai trợ trong khu vực list các bạn ơi, tới công chuyện luôn. Anh em mình tranh thủ cày sự kiện này nha mọi người. Sự kiện này mình thấy cũng khá là thơm luôn ấy. Hai trợ trong khu vực list, let's go. Đây rồi, anh em mình sẽ đến với cái đội hình này của tên bạn. Ngày hôm nay mình xin được phép review cho các bạn xem về nhân vật thuộc hệ là Heroic. Con này ra cũng khá là lâu rồi các bạn, nhưng mà được khá là nhiều bạn comment bên dưới những cái video của mình á. Thì anh em ơi, mọi người muốn mình review về bé rồng nào thì hãy để lại bình luận bên dưới để Hentai biết mà review cho mọi người xem nha. Và các bạn hãy dành lại vài giây thôi, bấm nhẹ vào cái nút đăng ký kênh và cái nút like ủng hộ cho Hentai nha. Để các bạn sẽ xem được nhiều tập mới đến từ kênh Hentai Channel nha mọi người. Wow, còn bây giờ hôm nay anh em mình trải nghiệm sức mạnh đến từ bé trâu các bạn. Ở đây thì mình đang có một con trâu là trâu mũi khoan. Và thành viên này đó là bé trâu, mình hay kêu nó là trâu mập các bạn. Một trong những con Heroic cũng rất là đẳng cấp luôn nha. Mặc dù ra đời rất là lâu nhưng mà sức mạnh của nó thì cũng không kém cạnh những cái thành viên ra sau này đâu nha mọi người. Ngày xưa, gọi là ngày xưa thì cũng tầm khoảng là 5-6 năm trước đó các bạn. Cái bé này thì mình sẽ lấy chung với một cái con nữa, đó chính là cái con kinh công đó các bạn. Thì lúc trước là chúng ta cái cuộc đua Heroic là anh em mình sẽ lấy được hai con rồng, nhưng mà bây giờ là chỉ còn lấy được có một con thôi, cho nên nó là nó cũng hơi heo hen. Rồi ở đây thì anh em mình sẽ khèo nhẹ nè, con này cũng được 3 sao rồi. Bé này thuộc hệ là Legend. Ôi con này hình như là Legend không có Mitsikas sao mọi người. Đây, để mình xem coi. Mình nhớ không lầm là có con Heroic y chang con này luôn. Đúng rồi các bạn, con này thuộc hệ Legend. Rồi, tầm này thì chúng ta sẽ nhờ tới bé trâu mũi khoan nha các bạn. Con trâu kia mà cưa không được là đưa vô con trâu này, nó cưa hết luôn các bạn ơi. Rồi, hai viên, ở lộn, hai trận nha. Bây giờ thì anh em mình xong nhiệm vụ rồi và bây giờ đến 5 trận khu vực Arena. Đây là một cái ca cũng khá là khó, anh em chú ý nha. Chúng ta sẽ được trải nghiệm sức mạnh rất là chân thật đến từ các thành viên bé trâu này luôn. Đội hình của team bạn thì nhìn khá là hổ báo nha. Anh em mình sẽ bật thêm cái khiên nha các bạn. Cái khiên nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta tăng thêm 20% lượng đam cũng như là lượng sát thương nha. Wow, rồi sau khi mà mình kích cái khiên xong rồi thì anh em mình vô đây chiến nha. 5 sao, wow. Bây giờ anh em mình sẽ trải nghiệm bằng đây bé mà gồng gon trước nha. 114, tầm này thì hơi khó một tí ha. Wow, anh em mình muốn hết cái máu cho nó rồi kìa. Trâu đâu rồi? Đây đây đây, trâu ơi tao bảo trâu này. Đây, trâu ra khu arena này, trâu cày với ta hen. Bây giờ thì anh em mình sẽ đầu tiên phải phá giáp trước các bạn. Con này mà không phá là không có quất nó được. Wow, mày đặt trời chưa đặc biệt với anh hả? Muốn hút máu anh hả? Anh kích miễn nhiễm rồi sao mà hút được. Ôi, tăng thêm 30%. Ui, 580.000 các bạn ơi. Một hit thôi là đủ đẩy thêm bạn đi du lịch xa bờ luôn rồi đấy. Quá ghê gớm nha. Rồi tầm này mình sẽ cho con trâu mập ra. Bây giờ đường nào nó cũng full máu rồi. Ôi nó xài chiêu gì vậy? Nó xài chiêu búp máu hả mọi người? Con này nó cũng khôn phết luôn đấy. 10 107. Đây mình nhây với nó coi coi con nào hơn nha. 101, 114. Ui lượng đam con này cũng khá gắt nha mọi người. Rồi bây giờ anh em mình chơi trò hút máu đi. Đó, mang nhẹ lượng máu tem bạn đem về cho anh em mình xài.
Wow, nhân vật chính ngày hôm nay của anh em mình sẽ là bé trâu. Cho nên anh em mình sẽ ưu tiên con này một xíu nha. Wow, victory ha. Tiếp theo thì anh em mình đến với Macaron Gold. Con này thì thuộc dòng là Heroic, thêm một bé Sinful nữa. K này thì 30%. À, để mình coi anh em mình có con nào được dam không. Rồi, không có con nào được dam hết. Chỉ có cái bé Khamas là tăng 30% do đang xài tuyệt chiêu gió các bạn. Rồi, nhân vật này quýnh mình hai cái luôn nha mọi người. Wow, ca này hơi khoai ha. Anh em mình sẽ nhờ tới bé trâu trước nè. Ôi, mạnh dữ. Ây cha, cha ho mình chơi trò búp máu đi các bạn ơi. Rồi, sau khi búp máu xong thì bây giờ chúng ta sẽ chơi trò búp máu. Ôi, vẫn là búp máu các bạn à. Đây, chiến thần của tay bạn ha. Bây giờ anh em mình xài chiêu đặc biệt của cái bé Khamas. Sở hữu sức mạnh khá bá đạo và lượng sát thương đã được tăng gấp đôi nữa. Rồi, tên bạn hồi sinh và anh em mình kích hoạt cái block luôn các bạn ơi. Anh em mình sẽ miễn nhiễm sát thương của cái thành viên này luôn nha. Ngon lành. Bé boss cuối cùng, con này, ui, căng nha. Ôi, con này nó bế luôn các bạn ơi. Ôi, nó ăn hiếp có con trâu mập của mình luôn ấy. Ây cha cha, hút máu luôn hả. Rồi, tầm này mình chơi khô máu luôn các bạn ơi. Có tiếc xíu con trâu mập mình đã lên dĩa rồi. Rồi, lượm nhẹ nè. Mình cũng còn cái khả năng hồi sinh nữa, cho nên anh em mình không ngán cái con của cái tên bạn đâu ha. Rồi, tầm này thì tên bạn còn một con Heroic. Ca này xúc luôn nha. Khu này anh em mình quýnh như là 4 hay 5 trận gì á thì mới hoàn thành được nhiệm vụ nha mọi người. Ui, mới vô đi kích hoạt khả năng đặc biệt của anh nè. Chú như vậy là chú tới công chuyện gia luôn rồi. Wow, lại một lần kích hoạt khả năng đặc biệt nữa. Thôi đi vô chứ đè gõ hoài ai chịu cho nổi. 215 các bạn à. Bây giờ thì anh em mình sẽ chuyển sang Macaron Gold đi. Ui, cái bé Heroic bên trong nó tăng 21% lượng sát thương và 3% là khả năng hút máu. Ủa là khả năng hồi sinh chứ các bạn. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ lụm nhẹ đối thủ nha. Rồi nhân vật trùm cuối của tên bạn sẽ lao ra. Đây hồi sinh thì nó sẽ có 3% máu ha. Bây giờ thì anh em mình sẽ nhờ đến Khamas. 493.000 các bạn ơi. Lượng đam khá ấn tượng nha. Rồi tầm này thì mình cho bé hút máu đi. Victory. Một chiến thắng ngon lành hen. Wow, ca này hơi khoai nên thôi anh em mình né nha mọi người. Thôi né tiếp luôn, gặp mấy con Kama nó mà buồn buồn nó kích miễn nhiễm chừng 4 lần thôi là anh em mình bay hết vàng rồng luôn á. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là cái đội hình Titan có hai con. Đó, một con Titan Heroic và một con Titan Legend. Ôi, vẫn xài chiêu đặc biệt khả năng gọi là quýnh cả ba thành viên ha. Wow, một hit thôi là anh em mình hạ được đối thủ luôn rồi. Rồi, tên bạn chơi hút máu nha, thấy rõ ràng rồi ha. Wow, con này nó cũng hơi khoai nha mọi người. Cái này anh em mình sẽ nhờ đến Khamas đi. Rồi xin trở lại. Búp ít máu đi. Ôi kích miễn nhiễm luôn. Tầm này là hơi bị mê rồi. Con này nó cứ miễn nhiễm nó kích hoài cho mình luôn cũng được nữa các bạn. Khi mà kích miễn nhiễm anh em mình không nhận sát thương và lượng đam còn được tăng gấp đôi nữa. Cho nên nó là hơi bị ngon rồi. Vị trí này thì chúng ta sẽ đến với Khamas ha. Wow. Ôi nó quýnh mình hai cái. Hai cái thứ hai bị kích miễn nhiễm nha. Hết sảy luôn.
Đây, tên bạn nó sẽ hồi sinh trở lại thêm một lần nữa. Và lần này thì mình sẽ cho cái con trâu mập ra nha. Bé trâu siêu mập Victory. Rồi, ở đây thì anh em mình có được cái rương nha. Bật cái rương tên bạn. Bật cái rương lên cái đã. Ui, hai con Kamat nữa hả? Gặp mấy con này là thiệt tình mình chạy, xách dép chạy không kịp luôn á. Chứ cương với nó, cương không nổi. Rồi, đội hình tên bạn thuộc dòng Legion nha. Lần này vẫn là ba em level 70 nữa. Wow, có một cái độ nhây không hề nhẹ. Ôi, 272 luôn các bạn. Còn có chút xíu nữa là anh em mình hạ luôn con này rồi. Rồi, để xem qua thành viên tiếp theo của tên bạn. À, con này Legion. Mình cũng có con này năm sau luôn nè. Chỉ có điều là mình chưa cho nó lên gọi là cái tầm quá cao ha. Wow, kích miễn nhiễm luôn. Ngon lành rồi. Thành viên cuối cùng của team bạn. Ôi, mít in Việt Nam nha mọi người. Đặt tên là thần tiên các kiểu gì cơ. Rồi, vị trí này chúng ta sẽ chơi nhẹ với cái chiêu búp máu đi. 137.000. Đây thì bật cái búp máu lên. Ở đây sát thương anh em mình tăng có 6% thôi nha các bạn. Lắm. Wow, một hiệp win nữa. Và anh em mình còn được một trận trong đây nữa nha. Chiến luôn cho nó máu nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì anh em mình sát thương nhân 2 nè. Đang tăng thêm 20% nữa. Và lượng đam anh em mình có gì tầm hơi bèo hay 104 hả. Rồi, phá được cái giáp rồi nha. Ui, 246.000 các bạn ơi. Con này ra nó quýnh á. Hơi bị ghê ha. Một chiêu thôi. 290. Kích miễn nhiễm cho mình luôn. Rồi rồi, tới câu chuyện rồi. 532. Một hit thôi 530.000. Con này chịu nổi. À, và đây là nhân vật mà Thánh Rồng nha các bạn. Sau khi mà mình dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Holy. À, chỗ này thì anh em mình xài thử cái chiêu đặc biệt coi. Wow, giờ chơi trò búp máu nè. Vẫn không kích miễn nhiễm ta. Mình định chơi nhây với nó, mình kích miễn nhiễm sát thương mà nó không kích các bạn ơi. Ôi, nó quýnh mình 3 cái luôn ấy. Mà không vô cái nào hết. Không có kích miễn nhiễm cái nào hết. Rồi, victory các bạn à. Bạn làm. Wow, tiếp theo thì anh em mình ra trả nhiệm vụ nha mọi người. 5 trận ha, đây thì cần 200.000 thức ăn. What? 200.000 luôn á. Anh em mình đạo đâu ra 200.000 ghê vậy. Rồi, và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.